doanh, mua bán các loại bùa ngải hay vật phẩm mang tính chất mê tín dị đoan là hành động vi phạm pháp luật. Điểm A khoản 2 điều 15 của Nghị định số 158 năm 2013 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, lên bói, gọi hồn, xin xăm, xăm thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi. Come to Alibaba to keep up with the trend. Here support flexible customization and free shipping. Đây là hình ảnh được ghi lại từ hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân tử vong và một người bị thương xảy ra tại phường Cống Vị, thành phố Hà Nội vào chiều tối ngày 6 tháng 6. Nạn nhân được các lực lượng chức năng cấp cứu ngay tại hiện trường. Hiện trường xảy ra tai nạn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc này, sáng 7 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Cống Vị đã có báo cáo ban đầu về vụ sập tường nhà làm hai người thương vong. Theo đó, vào 18 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Cống Vị nhận được thông tin tại số nhà 19, ngách 15, ngõ 404, phố Đội Cấn xảy ra vụ tai nạn lao động. Chủ công trình là ông Nguyễn Sơn Tê được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 với nội dung xây dựng, cải tạo và sửa chữa căn nhà bê tông 4 tầng kèm thùng thang. Cùng ngày, Ủy ban nhân dân phường Cống Vị xác nhận tiếp nhận thông báo khởi công công trình. Ngày 6 tháng 6 là buổi phá rỡ thứ 3 của công trình. Tốt thợ phá rỡ gồm 4 người, trong đó có hai anh em Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1978 và Nguyễn Xuân N, sinh năm 1984, cùng ở thôn 1 Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, Hưng Yên, đang tạm trú tại Hà Nội. Khoảng 17 giờ cùng ngày, trong khi anh Tê và anh N ngồi nghỉ ngơi tại tầng 3 khu vực đang tháo rỡ, có một người thợ đang phá rỡ góc nhà phía khác không liên quan và một người thợ treo lên kéo tấm bạt rỡ xuống thì bức tường bị đổ, đè vào người anh N và anh Tê. Thấy vậy, hai người thợ xuống dỡ gạch và đưa được dây ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, anh N được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa ra khỏi khu vực bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354. Do thương tích quá nặng nên anh Nguyễn Xuân N đã tử vong. Anh T bị thương tích nhẹ, hiện tại đã xuất viện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo phường Cống Vị đã đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, gặp gỡ gia đình nạn nhân, hỏi, động viên và trợ cấp cho những người bị nạn với số tiền 10 triệu đồng. Hiện người nhà nạn nhân xin được đưa người thân về quê an táng. Quý vị, hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tăng vật vâng ạ, ăn đi. Tai nạn để ghi nhận những thông tin mới nhất về vụ việc và hướng giải quyết của các cơ quan liên quan. Quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực Đội Cấn, quận Ba Đình. Và đây là địa điểm đã xảy ra vụ tai nạn lao động vô cùng thương tâm vào chiều tối ngày hôm qua. Trong sáng ngày hôm nay thì cũng rất nhiều những bên có liên quan đã xuống làm rõ vụ việc vụ tai nạn lao động. Đã có hai nạn nhân là những người lao động đang sửa chữa căn nhà phía bên cạnh tôi đây. Như quý vị đang theo dõi thì hiện tại căn nhà đã bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Cụ thể thì theo xác nhận ban đầu, khu vực tường của tầng 3 căn nhà bên cạnh tôi trong quá trình sửa chữa thì hai nạn nhân là hai lao động đã bị bức tường đổ sụp xuống và một nạn nhân thì may mắn được cứu thoát ra từ sớm và đã qua khỏi. Còn một nạn nhân thì rất đáng tiếc thì bức tường đổ sụp sâu và quá trình